Hàng chục món đồ gồm nhật ký cá nhân, thư, giấy tờ tùy thân, sổ tay, giấy chứng nhận, bằng cấp và cả giấy báo tử của hơn 10 cựu chiến binh và liệt sĩ Việt Nam đã được trao lại cho họ hoặc gia đình tại buổi lễ do Đại sứ quán Mỹ tổ chức ngày 10 tháng 5 ở Hà Nội. Có người đã đi quãng đường dài để được tận mắt thấy, tay sờ những thứ thuộc về những người ông, người cha hay người anh em của mình. Khoảnh khắc bà Nguyễn Thị Nhung, xã Hoàng Hợp, huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa nhận lại kỷ vật là cuốn nhật ký cùng các quyết định khen thưởng, chứng nhận và bằng cấp của em trai nguyễn phong ba đã gây xúc động mạnh với những người chứng kiến. cũng tại buổi lễ một lá thư đóng khung có chữ ký của tổng thống mỹ joe biden đã được đại sứ mỹ tại việt nam mark capner thay mặt trao tận tay cho cựu chiến binh nguyễn văn thiện Ông Thiện là một trong những nhân vật chính trong buổi lễ Mỹ trao lại kỹ vật chiến tranh hồi tháng 9 năm ngoái tại Hà Nội, nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Biden. Chia sẻ cảm xúc khi cầm trên tay lá thư của Tổng thống Biden, ông Thiện bộc bạch, bản thân cảm thấy vinh dự và cảm ơn các cơ quan chức năng ở Việt Nam cũng như Mỹ đã giúp ông có lại được quyển nhật ký thất lạc. Sự kiện ngày 10 tháng 5 là kết quả tâm huyết của đội ngũ các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard, hoạt động này nằm trong khuôn khổ sáng kiến tìm kiếm người việt nam mất tích trong chiến tranh vwai do bộ quốc phòng mỹ tài trợ